Đồng chí Thao, chim cu gáy hay xin chia sẻ với các bác một cái niềm vui là mình đã phát hiện một con hậu ba, gọi là bổ sáu đấy. Yêu sao chuyện gái chim cu, cây đa bể nước lời ru của bầm. Vườn chim cu gái miền Bắc, Vũ Văn Thao tại Ba Vì, Hà Nội xin kính chào quý khách. Thì mình đã tách điều đó ra, và vừa rồi mình cũng có thấy mấy người có hỏi mình tìm chim hậu ba bổ sáu, thì mình không 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 nhớ lại cái thông tin đó thì mình đăng lên kênh. Một phần để cho bác nào có dặn thì alo sớm, mà một phần bác nào mà đang tìm thì có thể alo, hoặc là mình cũng chia sẻ là mình có cái nguồn thông tin như vậy để cho anh em mọi miền có thể là giao lưu kết nối. Đó. Kênh của mình là kênh chim cu gáy hay trên YouTube. Ok, mình lấy một cái ảnh lên yêu thích và gửi lời chúc mừng sinh nhật trong năm 2020 này đến tháng 3 này với đến những ai, thì mình cũng xin chúc các bạn là sẽ có được cái niềm vui từ những chú chim của các bạn. Và video của mình hôm nay mục đích là mình cũng giới thiệu là đã tách ra được một em bổ sáu nó, và đã rất là vui và mình cho ra cái clip này. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Thank you.